Thật hư tin nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân qua đời ở tuổi 54 khiến công chúng ngỡ ngàng, người nhà lên tiếng. Vừa qua, hàng loạt kênh YouTube bất ngờ đưa tin nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân qua đời ở tuổi 54 khiến công chúng vô cùng hoang mang. Người nhà của nữ nghệ sĩ đã phải lên tiếng trước tin tức này. Mới đây, nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, ông xã của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đã bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân. Qua đó bày tỏ sự bức xúc trước thông tin một số kênh YouTube đưa tin bị đặt về vợ mình. Cụ thể, nội dung của đoạn clip nói về việc nghệ sĩ Hồng Vân làm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 54. Trước thông tin sai sự thật nghiêm trọng, nghệ sĩ Tuấn Anh vô cùng tức giận với tin tức gây ảnh hưởng đến vợ. Dưới bài đăng, nhiều bình luận còn thể hiện sự bức xúc trước sự trơ tráo của người tạo thông tin này. Trước đó, không chỉ Hồng Vân, rất nhiều nghệ sĩ có tiếng như danh hài Hoài Linh, Thúy Nga cũng nhiều lần bị đưa tin đã qua đời. Hoài Linh còn chụp hình bài đăng đó, cười tươi rồi đăng lên Facebook đính chính đồng thời dàn mặt. Hồng Vân là nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tài năng và nhân cách. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ là người đào tạo, nâng đỡ cho bao thế hệ nghệ sĩ trẻ trên sân khấu của mình. Cô còn khiến công chúng và khán giả chú ý về những câu chuyện tâm linh mà bản thân trải nghiệm được. Cách đây không lâu, Hồng Vân chia sẻ về câu chuyện được cố nghệ sĩ Anh Vũ báo mộng. Ngày 5 tháng 8, nghệ sĩ Hồng Vân đã mua bánh kem, tiền vàng, mang đến mộ phần Anh Vũ để cúng. Chia sẻ về chuyện live stream ở mộ Anh Vũ, Hồng Vân cho biết làm như vậy để khán giả cũng tưởng nhớ và chúc mừng cho cố nghệ sĩ này. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết hiện tại dịch bệnh đang rất phức tạp, cô cũng tuân thủ theo đúng quy trình giãn cách, đeo khẩu trang cẩn thận khi ra ngoài. Gần đây cô cũng mơ thấy Mai Phương, đàn em tài hoa bạn mệnh thân thiết của mình. Cụ thể, Hồng Vân cho biết, vào khoảng ngày 4 năm 2019, cô đã mơ thấy cố nghệ sĩ An Vũ dự báo trước về sự ra đi của Mai Phương. Khi hiện về, An Vũ mặc đồ màu xanh màu đọt chuối, chính là bộ lúc anh mặc đi diễn vai cuối cùng ở Mỹ. Điều này khiến Hồng Vân vô cùng sợ hãi.